Trung tâm Điện tử Cao Phong xin mến chào các bác và toàn thể anh em. Các bác đang được lắng nghe chất âm cực kỳ hay của những chiếc cục đẩy hàng bãi Mỹ xịn Bowie. Model của những chiếc cục đẩy là V7.5 Bowie. Các bác nhé, hai kênh, hai volume chiết áp, hai dàn này báo tín hiệu Activer, báo Protect, báo Singer và báo Clip. Mặt phay nhôm size 3U rất là đẹp luôn. Đó, các bác ngắm nhìn rất là đẹp. Đây là cái ngoại thất của nó điểm 10 luôn. Nó đẹp xuất sắc từ trong ra ngoài, từ cả cái nắp luôn. Và cùng các bác tiến vào bên trong để chiêm ngưỡng cái độ chất của những con đẩy chạy với công suất là 16 sò sắt xịn Mexico và 16 sò than. Chất âm rất là hay, bởi vì những con đẩy mà tổng hợp sò sắt và sò than thì cho chất âm cực kỳ hay luôn. Bát đánh căng hơn, chắc hơn và sâu, uy lực hơn những con đẩy chạy toàn sò than không. Và nó kết hợp cả sò than này các bác nhỉ, nên cho chiến chung của nó rất là sõi, trong và rất hát rất là hay để nghe nhạc và hát karaoke cực kỳ hay. Tiếng tép cực kỳ nảy. Con này chạy với 12 quả tụ lọc 10.000 microfarad, tụ rất là đẹp. Và máy móc mên vỉ của nó các bác nhìn này, sáng choang luôn, rất đẹp. Rất là đẹp. Các bác nhìn nhé, hàng tuyển chọn, đẹp xuất sắc luôn, bao zin tuyệt đối. Và con này quạt gió nó chạy cực kỳ mát, chơi gia đình rất là hợp lý các bác nhá. Nên nhiều con đẩy mà các bác mua ấy, nó cắt gió rất là kêu thì nó rất là sốt ruột khi các bác chơi gia đình. Nhưng dòng này quạt gió của nó rất là êm, rất mát và rất là êm. Các bác cùng đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 8 bên trên và bên dưới một tầng vỉ nữa là 16 con sò sắt xịn của Mexico, sò một zin nguyên bản các bác, nó rất đẹp luôn. Và các cái lỗ chờ này bác nào muốn nâng công suất lên thì các bác có thể lắp thêm sò đây để nâng công suất, nhưng mà nguyên bản con này là 16 sò sắt Mexico. Và cái sò sắt của nó bao giờ công suất của nó sẽ khỏe hơn là sò than các bác nhá. Đó, và con này nó có cả vế sò than này. Đó, mên vỉ của nó rất là đẹp, tổng hợp sò sắt và sò than thì bao giờ chất âm của nó cũng hay hơn, bát đánh chắc hơn, căng hơn, uy lực hơn. Và cái giá trị nó cao hơn sò than. Và giá thành nó cũng sẽ là đắt tiền hơn sò than các bác nhé. Đó là các bác biết lưu ý như vậy. Và bác nào đã từng chơi và đã mua thì có biết là cái sò sắt của nó giá trị hơn sò than rất là nhiều. Và trên thị trường nó có một cái dòng đẩy toàn sò sắt không thì bao giờ nó không hay bằng nó tổng hợp vừa sò sắt vừa sò than như này. Nên là cho tiếng chất âm của nó đủ các giải hay nhất vẫn là sò sắt tổng hợp liên kết với sò than. Và cái nguồn của nó rất đẹp luôn. Nguồn cao 3, size 3U nhé. Cái nguồn của nó rất là cao. Và trên thông số của nguồn các bác nhìn này đều có logo LCD, địa chỉ của công ty Bowie. Đấy, nguồn dây đồng chắc chắn là nguồn dây đồng rất là to này. Và trên cái cục nguồn của nó các bác nhìn đều có thông số này. Các bác nhìn nhé, thông số ký hiệu V7.5 mà trên cùng nguồn luôn, chứng tỏ hàng tuyệt vời. Và nó có những cái thông số rất là chính xác và rất là chuẩn. Đấy, các bác nhìn thấy tất cả thông số trên cục nguồn này. Đó, V7.5. Đấy, cái dây đồng nguyên chất và cái dây đồng của cục nguồn này rất là lớn, nên là hàng bao zin xịn sò các bác. Đó, rất đẹp luôn nhá. Máy móc này qua nhìn là toàn bộ sò này là sò xịn Mexico, sò zin nguyên bản hết và tất cả zin hết, bao zin các bác từ trong ra ngoài. Và mên vỉ của nó còn cực kỳ là đẹp luôn. Còn bên dưới nó còn một tầng vỉ nữa nhá. Đó, bên dưới này. Đó, bên trên một tầng vỉ, bên dưới một tầng vỉ và rất là nhiều tụ, 12 quả tụ phẳng đét luôn, rất đẹp. Đấy, tụ 10.000 mi, nguồn rất khủng, dây đồng nguyên chất. Đó là nội thất của con đẩy hàng bãi Mỹ xịn Bowie. Dòng này chất âm của nó thì các bác yên tâm, bác nào đã chơi những đẩy sò sắt thì các bác yên tâm là chất âm của nó rất hay. Và đây là phía sau nhá. Con này nó đầy đủ hết các cái chế độ các bác ăn chơi. Đây, các bác nhìn nhá. Và nó rất nhiều thông số ký hiệu này. Hàng hãng thì nó mới có những cái thông số chữ như này, ký hiệu như này. Còn các bác mua những con đẩy trôi nổi trên thị trường thì đằng sau nó gần như là không có chữ nghĩa gì cả. Đấy, các bác nhìn này, chữ của nó rất là nhiều. Và con này có đường vào này, đường link này, có gạt chế độ này, rất là nhiều chế độ gạt này, Sitia và Rai này, đấy, 0.7 này, đấy, 1.4 này, rất là nhiều chế độ. Con này có chế độ đánh Rai, đánh chập kênh, đấy, đằng sau kết nối ra loa thì có kết nối gen đỏ đen này, và cả jack music nhé,
có nghĩa là đường vào, đường link này, jack da loa bằng đỏ đen này và jack điều chỉnh đầy đủ hết. Đấy, bao đẹp, bao zin, xịn sò. Chất âm của dòng này thì cực kỳ hay luôn. Em quay một lần nữa cho các bác ngắm cái nội thất của nó này. Đó, chạy 16 sò sắt Mexico xịn và 16 sò than. Và cái sò sắt này các bác muốn nâng cấp nhưng em nghĩ chơi con gia đình con này thì thoải mái luôn. Công suất của nó đạt khoảng 800 đến 1000 W một kênh. Bởi vì sò sắt của nó rất là công suất rất là khỏe và hay, chơi gia đình thoải mái. Và tiếng bát của những dòng sò sắt và sò than thì nó tổng hợp cả ba cái giải bát, chung và tép rất là hay. Hàng bao zin, xịn sò, các bác nhìn cái dây của nó đi rất là lớn này. Đấy, hàng đi cực kỳ gọn gàng, khoa học và đi dây rất là to. Đấy, bên dưới lưu ý các bác, bên dưới là một tầng vỉ nữa. Đấy, size 3U các bác nhá. Size 3U và nó đẹp xuất sắc từ trong ra ngoài. Cái mặt tiền của nó rất là đẹp. Nắp rất là đẹp. Đấy, mọi chi tiết các bác có nhu cầu muốn sở hữu những con đẩy bãi Mỹ Bowie V7.5 chạy 16 sò sắt Mexico xịn và 16 sò than thì các bác liên hệ điện tử Cao Phong để sở hữu cho mình những con đẩy đẹp xuất sắc như này. Chất âm cực kỳ hay luôn. Giờ đây em sẽ nhích volume mình nhé. Các bác liên hệ điện tử Cao Phong theo hai số điện thoại, cũng là hai số Zalo 0772260096 hoặc 0368724218. Em giao hàng toàn quốc. Xin cảm ơn các bác và anh em. Em hay dối hờn bằng nhìn và những lời thương nhớ.